Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với mọi người về món cọ Phú Thọ mình nhé. Đây là mấy cây này, mình chỉ mọi người đây mấy cây cọ, cọ rất là nhiều quả. Bây giờ mình sẽ kiểm tra trong có quả nào nó bở nó béo thì mình lấy mình ăn mọi người nhé. Và mọi người ai mà chưa biết quả cọ này thì xem video anh em mình cách ỏm mọi người nhé. Mình sẽ ỏm thử cho mọi người xem nhé. Đây là những cái chùm cọ trên cao cao của mình nhá, quả đen đen cơ. Đó, đây là quả cọ nhá. Rất là nhiều luôn, trên cây ngọn cây cao này rất là nhiều này. Và cây bên kia như nó hơi cao một tí mọi người nhá. Quả cây cao rất là ngon nhưng mà mình không biết có tới không. Đấy, mình đã dùng thử cái sào mọi người nhá, sào nứa đây này. Đó, mình đã vừa buộc cái sào nứa này, mình sẽ thử chòi xem là kiểm tra cây nào ngon mình lấy mọi người nhá. Mình quay gần hơn một chút để cho mọi người xem quả cọ nhá. Đó, quả cọ đen đen đó. Chùm nó rất là sai mọi người nhá. Mình thử kiểm tra cây này đầu tiên mọi người nhá. Sào cao này mọi người nhá. Như sao cao này để mình chòi thử xem cây nào ngon nhé. Đây chuẩn bị theo mang theo mấy chiếc túi để đựng những cái đồ nào của mình nhé. Đó. Mình sẽ chòi nhé. Ây da. Mình dùng cây sào rất là cao rồi nhé. Ai cái này dài quá nhỉ. Ây da. Mấy quả nào nó béo béo ngậy ngậy ăn mọi người nhé. Ây da. Hơi dài nhưng mà mình sẽ thử thế nào mọi người nhé. Nếu như ăn được à, cây này ăn được thì mình lấy cây này và cây kia ăn được lấy cây kia mọi người nhé. Ui trời ơi đã. Đó, mình sẽ nếm thử mọi người nhé. Quả này dây phui còn to lắm nhỉ. Đây. Để kiểm tra xem là ăn được không vậy nhé. Quả nhìn rất là ngon. Có vẻ hơi chát chát mình ạ. Nhưng mà có vẻ chưa già lắm đấy. Quả chưa già lắm. Đây sẽ chơi thử cái trên nhé. Chơi thử cái trên, nếu mà ăn được mình lấy tiếp tục cái trên mình nhé. Đây quả cọ Phú Thọ mình nhé. Rất là to luôn. Giờ mình sẽ thử cây thứ hai này mình nhé. Thử cây thứ hai xem ngon không nhé. Im không? Quả cây thứ hai mọi người nhé. Đây. Quả cây thứ hai đây mình kiểm tra này nữa. Cây này có vẻ béo hơn, ngậy hơn mọi người ạ. Ăn thử chưa? Quả này có cây này có vẻ ngậy hơn mọi người ạ. Bây giờ phải ỏm mọi người nhá. Ỏm chín thì ăn mới ngon. Đây mọi người nhá, mình vừa đã lấy thử 4-5 quả mình ỏm thử mọi người nhá. Đấy, mình cho cái cốc này nước sôi mọi người nhá. Ỏm thử xem mình chờ trong vòng 10 phút mọi người nhá. 10 phút mà nếu mà cọ mà mềm mà bở thì mình sẽ lấy thêm mình ăn mình nhá. Là cách ỏm cọ của mình. Bình thường là mình cho vào cái rổ mình xóc lên mọi người nhá. Mình xóc khi nào cái vỏ nó trượt hết đi thì còn cái vỏ trong mọi người nhá, vỏ trong mình cho lên nước sôi mình ỏm. Không nhớ là không đun sôi mọi người nhá. Đó. Lát mình sẽ chia sẻ cách ỏm nhiều hơn mọi người nhá. Mình đang thử xem là mấy quả này ngon không để mình lấy mọi người nhá. Đỡ mất công và lãng phí mọi người nhá. Đó. Mình vừa ỏm xong rồi nhá. Cảm giác rất là bở mà béo mọi người nhá. Mình sẽ lên lấy một chút về để ỏm mọi người nhá. Ok mọi người nhá. Đó, mình vừa ỏm thử 4 quả ăn thấy cảm thấy ok mọi người nhá. Rất là ngon. Rất là béo ngậy nhá. Giờ mình sẽ chòi lấy mấy túi về để ỏm ăn dần mọi người nhá. Ăn cho nó ngon. Tí nữa mình sẽ chia sẻ cách ỏm kỹ hơn mọi người nhá. Đó, mình sẽ giật cái bùm cọ xuống để lấy quả ăn mọi người nhá. À, mình sẽ chòi cọ xuống để mang về ỏm mọi người nhá. Đó. À, chú cọ rất là sai mọi người ạ. Cái cọ Phú Thọ mình này rất là sai luôn, rất là sai quả.
Đó. Tận rơi đầu ấy. Wow. Rồi. Rơi cả chùm mọi người này. Đó, quả cọ này, rơi cả chùm luôn này. Hẳn vào cục nó giật cái là rơi đất luôn. Đó, dụng khá là nhiều rồi mọi người nhá. Giật mạnh vào. Đó. Luồn luồn vào vài cục của nó ấy. Wow. Mọi người thấy không? Dụng khá là nhiều đó mọi người nhá. Ôi, cọ rất là ngon luôn. Dụng cả chùm luôn mọi người nhá. Đó. Tránh xa có rơi đầu. Đó. Cọ này rất là dai mọi người ạ. Đó, mất liệu à? Ồ. Đó, rất là nhiều quả, rất là nhiều quả mọi người nhá. Đó, quả cọ rất là to luôn mọi người nhá. Đó, mình giờ mình sẽ nhặt vào túi để mình mang về ẩm mọi người nhá. Các bạn yên tâm, mình sẽ chia sẻ cách ẩm với mọi người nhá. Ai nơi nào mà có cọ thì thích ăn cọ ẩm thì cứ ẩm ăn mọi người nhá. Wow, thôi mọi người nhá. Đúng nó thường ấy. Còn rất nhiều quả nha các bạn. Ok rồi. Thử buông bên này này. Bên cạnh này này. Yeah. Ừ, đó. Vào vào. Wow. Ai à, giờ tối rồi. Giờ mình sẽ nhặt những quả cọ này vào để về ẩm mọi người nhá. Đó. Quả cọ này rất là dày cùi mọi người nhá. Quả to mà rất là dày cùi này. To đùng luôn. Cái cùi bên trong nó rất là màu, có rất là màu tím mọi người nhá. Bên trong nó hẳn bên trong lại vàng ươm. Phần hạt nó ra này vàng ươm rồi nhá. Còn cái vỏ ngoài thì xanh lét luôn. Xanh lét màu cọ. Còn bên trong này nó lại có màu đỏ đỏ, đỏ thẫm, đỏ tươi mọi người nhá. Đó, mình sẽ nhặt vào để mang về ẩm mọi nhá. Cũng khá là nhiều luôn này, đó. Khá nhiều luôn. Dùng một tí ăn thoải mái mọi người nhá. Nhúc đúc vào túi này về để ăn thử mọi nhá. Ăn thử nghìn quả cọ xem nào. Đây mọi người nhá, mình đã hái được hẳn một túi mọi nhá. Mình giờ thì mình sẽ mang về ẩm thử mọi người nhá để ăn thưởng thức nhá. Mời tất cả mọi người chuẩn bị thưởng thức của mình nhá. Mình về mình sẽ chia sẻ về cách ẩm với mọi người nhá. Đã năng cọ về nhà nhá. Giờ mình sẽ rửa sạch sẽ. Rồi sóc qua vỏ đi để cho vỏ ẩm rồi nhá. Giờ mình sẽ rửa sạch sẽ đi mọi người nhá. Đó. Mình sẽ rổ mình rửa sạch và sóc qua vỏ mọi người nhá để cho nó giảm độ chát đi mọi người nhá. Mình sẽ sóc qua vỏ đi rồi mình cho lên đun nước lăm tăm lên cho mình ẩm mọi người nhá. Ẩm khoảng 10 đến 15 phút mọi người nhá. 10 đến 15 phút cho mình ngâm nó bở ra là mình thưởng thức mọi người nhá. Đó, đây là cọ Phú Thọ này. Đây mình cũng chia sẻ với cách mọi người cách ẩm luôn nhá. Đó, như mình ẩm ở quê Minh Hương mình là mình ẩm theo cách khi cái quả cọ này này, nếu ai có rổ, cái rổ tre hoặc là cái dành tre thì càng tốt cho mình nhá. Vì cái rổ tre nó rất là sắc, cái nan của nó rất là sắc, mình cho lên mình sóc thì cái vỏ nó trừ hết ra mọi người nhá. Sóc mình cứ cho lên mình sóc tung lên này, đấy nó trừ hết cái vỏ ra. Khi mình đun nước lăm tăm lên thì mình đổ cọ vào mình nhá. Đậy vung lại, khi nào tầm 15 phút sau mình cho ra mềm. Khi nào quả cọ mình bóp bẽm này, bẽm đôi là mềm là thưởng thức được mọi người nhá. Đó là cách ẩm của mình cũng chia sẻ với mọi người. Giờ mình sẽ cho lên để rửa mọi người nhá. Rửa sạch sẽ rồi ẩm mọi người nhá. Cho xả nước rửa sạch sẽ rồi ẩm. Đó. Sóc qua lên cho nó trừ bớt vỏ mọi người nhá. Đó, nó ra cái vỏ, ra phần vỏ ngoài. Rất là sạch mọi người nhá. Nhưng mà cái rổ tre ấy, thì nó rất là sắc. Sắc một tí là trừ hết vỏ luôn rồi nhá.
Những cái rổ nhựa thì sóc thì nó không được sạch lắm, nhưng mà cũng chịt vỏ phần nào rồi nhá. Đó, mọi người thấy không? Sóc là cái vỏ sành của nó bên ngoài, cái vỏ xanh ấy, nó trượt đi là nó ỏm rất là béo và ngậy rồi nhá. Đây là cách ỏm cọ của mình ấy. Đó, trượt rất là nhiều luôn. Cái nhựa cọ màu tím này, màu tím ra rất là nhiều này. Quả cọ thì nó trượt ra này, nó phai cái nhựa ra, sẽ bớt phần chát đi mọi người nhé, nó giảm độ chát đi thì ăn cọ rất là ngon. Người sóc kỹ vào nhé, sóc kỹ cho nó ra tương đối hết vỏ, phần vỏ mọi người nhé. Đó, mọi người thấy không, trượt gần hết rồi, càng kỹ càng là ngon rồi nhé. Nhưng mà mình không nên để nó nát quá mọi người nhé, nát quá nó sẽ hết cái phần vỏ cọ ngoài, ăn mất ngon rồi. Đó, mọi người thấy không, cọ trượt gần hết luôn. Khi mà các bạn mà dùng rổ tre thì nó rất là nhanh sạch mọi người nhá, sạch bóng luôn. Một nước nữa mọi người nhá, rồi cho lên ỏ mọi người nhá. Đó, mọi người cho nước vào một cái nồi mọi người nhá, đun khi nào nước lăm tăm lên thì nhấc ra mọi người nhá, đổ cọ vào nhấc ra để ỏ mọi người nhá, chứ không phải là mình đun như kiểu luộc mọi người nhá. Luộc nó sẽ bị xi cọ và sẽ cứng, không bao giờ ăn được mọi người nhá. Mọi người chỉ cần đun sôi lên, đun sôi lăm tăm lên, bắt đầu nước cảm thấy lăm tăm là mình bắt đầu cho cọ vào, mình nhấc xuống mình ủ người nhá, ủ trong vòng khoảng 10 đến 15 phút người nhá. Đó, đây là cách ỏ cọ của anh em mình nhá. Nước chỉ là lăm tăm thôi người nhá, lăm tăm mình sẽ cho cọ vào nhá. Đó, nước lăm tăm mình cho cọ vào rồi mình đậy vung lên ủ khoảng 15 phút người nhá. Hơi đầy nhỉ, đầy quá. Đó, tức là đậy khoảng 15 phút mọi người nhé. Thì khi cọ nó chín thì nó cũng nguội nước là vừa mọi người nhé. Ok, như vậy là đậy vào mọi người nhé. Đó, 15 phút sau mình sẽ mang cọ ra để thưởng thức cùng mọi người nhé. Đấy mọi người nhé, mình đã ỏng cọ được khoảng 15 phút rồi mọi người nhé. Mình sẽ cho ra kiểm tra đây, nó rất là ngon này mọi người này. Đấy, vàng này, rất là ngon luôn. Mình xin được mời tất cả mọi người thưởng thức cọ ỏng của mình nhé. Đây là cách ỏng cọ rất là hiệu quả mọi người nhé. Cái cách ỏm cọ ở Phú Thọ mình này, thường thường là mình Phú Thọ mình rất là ấm cọ, nên là mình ăn ỏm cũng rất là nhiều năm, nó quen rồi mọi người nhé. Nên cái liều lượng nước nó mình đụ sủi của nó, mình ỏm nó như kiểu nó thành thói quen này, nó rất là chuẩn mọi người nhé. Thế nên là ai ở vùng miền nào mà có cọ nhiều thì ỏm thì cứ ỏm kiểu cách của mình thì ăn cũng rất là đảm bảo mọi người nhé, rất là ngon. Và hai nữa mình chia sẻ này, đây là cái cách ỏm cọ ăn trực tiếp luôn. Nhưng có ai nữa, nếu như ai muốn trộn đường thì ăn cũng rất là ngon mọi người nhé. Trộn thêm đường mà nó ngọt mà ăn rất là ngon, nó giảm độ chát đi. Thực tế là nó rất là béo và ngậy mọi người nhé, nhưng mình cũng cảm thấy không chát. Mời mọi người nhé, rất là mềm và béo mọi người nhé. Đây cách ỏm cọ của anh em mình ấy, rất là hiệu quả, quả nào cũng bở tươi và ngon mọi người nhé, rất là ngậy. Đó, rất là ngon này. Đó, mọi người thấy không, vàng ươm mừng ở chới luôn nhé. Đấy, khi ỏm cọ này cái nước, cái mặt nước của nó rất là nhiều sao mọi người nhé. Cọ mà nó béo là rất là nhiều sao mọi người nhé. Đấy, béo ngậy luôn, rất nhiều sao. Đó, thấy không, quả nào cũng rất là bở và béo nhé. Đấy, mình cũng đã chia sẻ cách ỏng cọ rồi. Trước hết cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình, anh em mình nhé. Mọi người mà xem video mà thấy hay hữu ích thì hãy dành cho anh em mình xin lượt đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ kênh chúng mình nhé, để mình có động lực tạo những video trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé. Rồi, sau khoảng 15 phút thì mình sẽ đổ cọ ra để mình thưởng thức mọi người nhé. Ok mọi người nhé. Đó, khoảng 15 phút thì mình thấy cọ mềm và chín rồi mọi người nhé. Mình sẽ cho ra để thưởng thức. Mời tất cả mọi người thưởng thức cọ cùng anh em mình nhé. Cọ ỏm. Đó. Đây, sẽ để đây là chiêm ngưỡng ăn cùng mọi người nhá. Đó, đây là cọ ỏm này nè. Đấy. Nhưng mọi người này, ỏm này bẽm phát ra này. Ấy, mọi người thấy không? Rất là vàng luôn này. Vàng ươm luôn này nhá. Đó, cọ mềm mà bở và béo ngậy mọi người nhá. Rất là vàng. Đó, mình sẽ thưởng thức miếng này nhá. Đó, ôi vàng ươm mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Trước đây là anh em mình cảm ơn mọi người đã theo dõi video anh em mình nhá. Đó là cách ỏm cọ anh em mình cũng chia sẻ với mọi người rồi. Mọi người xem video mà thấy hữu ích thì hãy dành cho anh em mình xin lượt đăng ký, like, chia sẻ ủng hộ kênh giúp mình nhá, để mình có động lực tạo những video giải trí về cuộc sống hàng ngày của anh em mình nhiều hơn mọi người nhá. Mà mình cũng xin được mời tất cả mọi người thưởng thức cọ ỏm của mình nhá. Đó, đây cách ỏm cọ của anh em mình, nó rất là hiệu quả và ngon và vàng nha mọi người. Đó, béo ngậy luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người nhá. Bye bye.